Kính thưa quý vị, dịch COVID-19 với chủng Delta có tốc độ lây nhiễm nhanh, nguy hiểm, phức tạp, khó lường đã vượt qua mọi dự báo và năng lực kinh nghiệm phòng chống dịch của hệ thống y tế, sự lãnh đạo điều hành của hệ thống chính trị, cũng như sức chống chịu của người dân, doanh nghiệp. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian qua đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch chưa từng có tiền lệ về giãn cách xã hội, phong tỏa cách ly trên quy mô rộng toàn tỉnh với tốc độ khẩn trương cấp bách, tập trung cao độ, thần tốc, chống dịch như chống giặc. Bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân là trên hết trước hết. Ngay sau khi Bà Rịa Vũng Tàu cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, phương châm phòng chống dịch chuyển từ Zero Covid sang thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, vừa phòng chống dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội, đúng với tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ. Trong chương trình thích ứng an toàn ngày cuối cùng của năm 2021 hôm nay, hãy cùng nhìn lại kết quả công tác phòng chống dịch của Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian qua. Ngày 26 tháng 8 năm 2021, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 đầu tiên ngoài cộng đồng là ngư dân ngụ ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Ngay sau đó, xã Phước Tỉnh và thị trấn Long Hải của huyện Long Điền trở thành điểm nóng của tỉnh khi số ca mắc COVID-19 không ngừng gia tăng và lan ra các huyện thị thành trong tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố Vũng Tàu là địa phương đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 2021. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền thành phố Vũng Tàu, tôi gửi lời kêu gọi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về giãn cách xã hội, không tụ tập đông người, không đi lại nếu không thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm quy định 5K trong phòng chống dịch, không gieo tin đồn thất thiệt về dịch bệnh gây hoang mang trong dư luận, đặc biệt cần bình tĩnh và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong công tác ngăn chặn và phòng ngừa dịch bệnh. Trong suốt thời gian dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành khu vực phía Nam, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh và cả hệ thống chính trị đã khẩn trương thực hiện các giải pháp quyết liệt giãn cách xã hội ở mức cao trong toàn tỉnh, trừ Côn Đảo, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội để người dân đồng thuận, an tâm cùng chính quyền phòng chống dịch. Bà Rịa Vũng Tàu rất quyết liệt xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Việc xử lý đúng quy định, nhanh chóng kịp thời, tạo sức răn đe, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức người dân trong phòng chống dịch bệnh. Một trong những biện pháp giảm thiểu lây nhiễm và gia tăng các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng là việc triển khai các chiến dịch tầm soát diện rộng để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đưa cách ly các trường hợp F1, đồng thời đẩy nhanh tiêm vaccine ngừa COVID-19 ngay khi tỉnh được phân bổ vaccine. Các địa phương đều khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án tiêm theo từng đợt, từng nhóm đối tượng ưu tiên, chuẩn bị chu đáo nhân lực phục vụ các điểm tiêm, chú ý nhân lực, khâu nhập liệu, huy động tối đa lực lượng y tế tư nhân vào cuộc. Các điểm tiêm vaccine được bố trí khoa học, đảm bảo an toàn và tránh lây nhiễm dịch bệnh tại các địa điểm tiêm. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã đạt 99,39% người dân tiêm mũi 1, 93,59% tiêm đủ 2 mũi và đang tiến hành tiêm mũi 3 đối với nhóm ưu tiên và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt, 100% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm mũi 1 và 91,13% tiêm vaccine mũi 2, đảm bảo điều kiện có thể quay lại trường học trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian các ca nhiễm COVID-19 không ngừng gia tăng, ngành y tế Bà Rịa Vũng Tàu đã nhận được sự chung tay của các y bác sĩ tình nguyện từ khắp các địa phương trên cả nước. Sự hỗ trợ của lực lượng y tế các địa phương trong thời điểm Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những điểm nóng về bùng phát dịch bệnh của cả nước, đã giúp giảm bớt gánh nặng cho đội ngũ y tế Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài hai bệnh viện Bà Rịa và bệnh viện Lê Lợi, tỉnh đã khẩn trương đưa vào sử dụng bệnh viện Vũng Tàu và các bệnh viện gia chiến, kịp thời thu dung điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ngay sau khi triển khai nghị quyết 128 của Chính phủ, quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, mặc dù số ca mắc COVID-19 tăng cao, nhưng phần lớn là triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng. Vì vậy, từ ngày 25 tháng 11, Bà Rịa Vũng Tàu thí điểm triển khai điều trị người nhiễm COVID-19 F0 và F1 đủ điều kiện được điều trị tại nhà và tại nơi làm việc để giảm tải cho y tế địa phương.
Cùng với việc triển khai điều trị F0, F1 tại nhà, tỉnh cũng tích cực triển khai thành lập 84 trạm y tế lưu động tại các khu công nghiệp và các xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, kích hoạt 3.927 tổ COVID cộng đồng để hỗ trợ công tác tư vấn, chăm sóc, điều trị các trường hợp mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà. Các trạm y tế lưu động được trang bị phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Các trạm cũng đã huy động hơn 9.400 người tham gia là các y bác sĩ thuộc khối y tế tư nhân, y bác sĩ về hưu và đội ngũ tình nguyện viên là sinh viên các trường y dược tại thành phố Hồ Chí Minh và trường Trung cấp Y tế Bà Rịa Vũng Tàu. Các trạm y tế lưu động là cánh tay nối dài hữu hiệu của y tế tuyến trên, không chỉ quản lý, hỗ trợ kịp thời F0 điều trị tại nhà mà còn góp phần sớm phát hiện các dấu hiệu chuyển nặng để chuyển lên tuyến trên kịp thời, hạn chế ca tử vong, đồng thời khám sơ cấp cứu các bệnh thông thường khác. Trạm y tế lưu động tại dự án đã được thành lập và hoạt động khoảng một tháng với chức năng chăm sóc điều trị cho các F0 có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, với đội ngũ bác sĩ, y tá và xe cứu thương trực 24/24. Trạm y tế lưu động này đã giúp dự án chúng tôi chủ động, nhanh chóng xử lý các F0. Việc thành lập trạm y tế lưu động có ý nghĩa trong việc chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng như giảm áp lực điều trị F0 cho địa phương. Xin chào, đây là tổng đài tự động hỗ trợ F0 của Bà Rịa Vũng Tàu. Bên cạnh đó, Sở Y tế và Sở Thông tin Truyền thông đã khẩn trương đưa vào hoạt động tổng đài chăm sóc F0 tự động với đầu số 02547-300-730 từ ngày 15 tháng 12. Các F0 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thể gọi đến đầu số 02547-300-730 bất kể thời gian nào trong ngày để được tư vấn, hỗ trợ điều trị tại nhà. Không những vậy, từ 14:30 đến 16:30 hàng ngày, trợ lý ảo từ tổng đài này trực tiếp gọi đến các ca F0 đang điều trị tại nhà để thăm hỏi sức khỏe định kỳ và hỗ trợ cách chăm sóc điều trị. Gần 100% cuộc gọi của các F0 muốn kết nối với nhân viên y tế đều được thực hiện. Trợ lý ảo đã góp phần hỗ trợ lực lượng y tế chăm sóc và điều trị F0 trong giai đoạn hiện nay, đồng thời giúp F0 an tâm trong cách ly và điều trị tại nhà. Năm 2021-2022, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 232.000 học sinh phổ thông tham gia học trực tuyến. Tỷ lệ học sinh tiểu học tham gia học trực tuyến khoảng 99,1%, trung học cơ sở đạt 99%, trung học phổ thông đạt trên 99,5%. Toàn ngành giáo dục đã chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn giáo viên, nắm bắt tình hình của học sinh để tổ chức dạy học trực tuyến và là một trong 25 tỉnh thành phố của cả nước tổ chức dạy qua truyền hình. Đội ngũ thầy cô giáo kết thúc một mùa hè đặc biệt, hỗ trợ tích cực cho công tác phòng chống dịch tại địa phương để bước vào năm học mới cùng hết sức đặc biệt, dạy và học trực tuyến. Học sinh cũng đã thích ứng nhanh với hình thức học tập mới, rèn luyện kỹ năng và hệ thống kiến thức qua các bài ôn tập, các tiết dạy bài mới. Với sự hỗ trợ chia sẻ của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức cùng sự quyết liệt trong chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, đến ngày 20 tháng 10, tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh đều có thiết bị để đáp ứng cho việc học trực tuyến. Công tác tổ chức dạy học trực tuyến đã nhận được sự đồng tình của xã hội, phụ huynh và các học sinh. Phụ huynh học sinh quan tâm, hỗ trợ kịp thời khi con em tham gia học trực tuyến. Hiện ngành giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu và các địa phương có sự chuẩn bị chu đáo để thực hiện kế hoạch dạy và học cấp mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ứng phó với dịch COVID-19. Đến nay, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, lực lượng lao động trong ngành giáo dục đào tạo, học sinh từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, giúp học sinh và đội ngũ thầy cô giáo an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Các trường phải xây dựng các cái kịch bản cụ thể chi tiết, xử lý các cái tình huống có yếu tố ảnh hưởng đến dịch khi tổ chức học trực tiếp cho học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo sẽ có 3 đoàn kiểm tra đến các cái trường trung học phổ thông trực thuộc mình, còn huyện thị thành phố và phòng giáo dục thì đến các trường trung học cơ sở trực thuộc huyện thị thành phố, sẽ rà soát các cái kế hoạch, rà soát lại cái việc diễn tập các cái kịch bản này để làm sao khi mình gặp tình huống đó thì các trường sẽ ứng phó một cách có chủ động, đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường và giáo viên trong nhà trường. Để đảm bảo vừa ổn định sản xuất và phòng chống dịch hiệu quả,
trong thời gian giãn cách xã hội ở mức cao, các công ty nhanh chóng triển khai tổ chức sản xuất kinh doanh theo phương châm 3 tại chỗ, kết hợp một cung đường 2 điểm đến cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Chính sự thích ứng kịp thời linh hoạt này đã giúp phần lớn người lao động có việc làm, giảm bớt tình trạng ngừng việc, có thu nhập ổn định trong suốt đợt dịch vừa qua. Với sự nỗ lực chung của toàn tỉnh, dù từng bước phục hồi vào những tháng cuối năm, nền kinh tế của tỉnh có nhiều điểm sáng. Hầu hết các lĩnh vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng so với năm 2020. Tăng trưởng kinh tế GRDP trừ dầu khí đạt 3,57%. GRDP bình quân đầu người trừ dầu khí ước khoảng 6.940 đô la Mỹ một người một năm. Các dự án công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo thực hiện theo lộ trình. Hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Công nghiệp duy trì vai trò là ngành động lực chính trong cơ cấu kinh tế của tỉnh với mức tăng trưởng 4,68%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 14,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,2%. Đây là những tín hiệu tích cực để phục hồi sản xuất trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Tính đến ngày 29 tháng 12 năm 2021, toàn tỉnh có hơn 5.600 doanh nghiệp với 166.308 lao động đã được hỗ trợ với số tiền hơn 78 tỷ đồng. Thời gian hỗ trợ từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Đối với chính sách giảm đóng bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động đã thực hiện cho 4.987 doanh nghiệp với số tiền hơn 25.000 tỷ đồng, đã hỗ trợ giải quyết cho gần 192.000 người lao động với số tiền 466,373 tỷ đồng, đã chỉ hỗ trợ hơn 190.000 người lao động với số tiền hơn 463,500 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh sách kinh phí hỗ trợ cho gần 1.900 trường hợp phải cách ly y tế F1 với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, cho 4.620 F0 với kinh phí hỗ trợ hơn 5,3 tỷ đồng. Chăm lo an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện rất tốt trong thời gian qua. Tính đến ngày 29 tháng 12 năm 2021, Bà Rịa Vũng Tàu đã cấp trước 353 tỷ đồng cho các địa phương và sở ngành để chi theo nghị quyết 68. Theo đó, có 767.435 lượt người được phê duyệt hỗ trợ với kinh phí hơn 1.717 tỷ đồng, đã chi hỗ trợ 728.334 lượt người với kinh phí hơn 1.575 tỷ đồng. Cùng với đó, Bà Rịa Vũng Tàu còn ban hành chính sách riêng hỗ trợ người dân tạm vượt qua khó khăn. Đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu đã hỗ trợ cho 3.445 người hộ thuộc đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em phải cách ly với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng. Hiện tỉnh đang tiếp tục chăm lo cho người nghèo, người khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, vừa triển khai các giải pháp khôi phục việc làm, giúp người lao động thích nghi lâu dài với trạng thái bình thường mới. Những kết quả tích cực trên là kết quả minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ chưa từng có trong cuộc chiến chống Covid-19 của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Lãnh đạo tỉnh, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đưa ra những quyết định quan trọng kịp thời nhằm ứng phó với diễn biến của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết trước hết, như quan điểm chỉ đạo và thực hiện của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xuyên suốt vừa qua, hiện nay và thời gian tới đây. Quý 1 là chắc chắn là Thủ tướng đã khẳng định rồi, quý 1 là phải nhắc lại hết 100%, tức là mũi 3. Nếu chích mũi 3 sớm thì tỷ lệ chuyển nặng và tử vong của tỉnh chúng ta sẽ giảm nhanh. Để lấy mục tiêu đó mà đẩy mạnh cái chuyện là mũi 3 nhắc lại, tôi đề nghị xếp cái đối tượng mà trên 50 tuổi có bệnh nền, cố gắng nhất là các huyện thị lo cho dân mình, thì những người có bệnh nền là các đồng chí phải nhanh chóng và xin vaccine về mà chích sớm đi. Mà việc đó là lo cho những người giảm tử vong, giảm bệnh nặng, lo cho dân. Đây, mong các đồng chí bây giờ đấy có đủ điều kiện hay chứ. Các đồng chí làm thêm cái đó nữa thể hiện gần dịp Tết này cho nó tốt và nó an toàn, em vui vẻ. Mà cái tỷ lệ mình là giảm tốt rồi, phải cố gắng tiêm mũi 3 và chắc chắn các chỉ tiêm mũi 3 cho các đối tượng nguy cơ cao thì là tỷ lệ mà bệnh nặng và tử vong sẽ giảm xuống. Dịch bệnh Covid-19 với những điều chưa có trong tiền lệ và công tác thông tin tuyên truyền đã có vai trò rất lớn hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã song song triển khai các phương án tuyên truyền nhằm đảm bảo thông tin đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, góp phần hình thành và nâng cao ý thức trong phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe,
Các cơ quan báo chí của tỉnh như Báo Bà Rịa Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các báo thường trú cũng đã xây dựng các chuyên trang chuyên mục thông tin về công tác phòng chống dịch. Các văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh và công tác phòng chống dịch của các địa phương được kịp thời đăng tải và nhận được sự hưởng ứng của người dân. Những thông tin hữu ích đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần giảm ca mắc và tử vong do COVID-19 trên địa bàn tỉnh ở mức thấp nhất. Kính thưa quý vị, đại dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát trong 2 năm qua đã một lần nữa thử thách bản lĩnh của dân tộc Việt Nam nói chung, của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Trong khó khăn chưa từng có, lại nằm trong vùng tâm điểm của làn sóng dịch lần thứ tư, tỉnh đã triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống kiểm soát dịch bệnh, phù hợp tình hình hoàn cảnh, chủ động từng bước thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng dương trong năm 2021. Tiếp tục là điểm đến an toàn và hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, an dân tiếp tục được thực hiện tốt, nhất là với những người yếu thế, những người bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Năm 2022, tình hình kinh tế của tỉnh được dự báo vẫn còn tiếp tục khó khăn, đặc biệt là dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Cơ hội và thách thức đang xen, nhưng càng trong khó khăn thách thức, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc lại được củng cố và phát huy mạnh mẽ. Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị đón một năm mới 2022 an lành, hạnh phúc. Tiếp tục cùng đoàn kết triển khai các giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo thuận lợi thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.